Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tình báo Ukraine công bố video ám sát lãnh đạo an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Có tin Ukraine dùng UAV tập kích căn cứ không quân Nga. Có kho tiêm kích Su-35 và Su-34. Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành trì Vuleda ở vùng Donbass. Trong khi đó, sáng ngày 4 tháng 10, ông Andrei Koroti, trưởng nhóm bảo vệ an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát tại miền nam Ukraine, đã thiệt mạng sau khi chiếc xe của ông phát nổ. Vụ việc này được tình báo quân sự Ukraine tuyên bố là một hành động trừng phạt nhắm vào tội phạm chiến tranh. Cái chết của Koroti đánh dấu một trong những vụ ám sát quan chức quan trọng trong bối cảnh chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine. Koroki từng là lãnh đạo an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trước khi Nga chiếm giữ thành phố Enegodat, tỉnh Zaporizhia. Sau đó, ông đã hợp tác với chính quyền Nga và giữ vai trò bảo vệ nhà máy này dưới sự kiểm soát của Moscow. Điều này khiến Koroti trở thành mục tiêu của tình báo Ukraine. Theo thông tin từ Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, một thiết bị nổ tự chế đã được đặt dưới xe của ông Koroki gần nhà ông ở thành phố Enegoda. Khi ông bước lên xe, thiết bị phát nổ và khiến ông tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Sau vụ việc, Ủy ban này đã mở một cuộc điều tra hình sự để xác minh chi tiết. Trong khi đó, Cục Tình báo Quân sự Ukraine GUR đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc SUV của Koroki phát nổ và cho rằng vụ tấn công là nhằm trừng phạt một tội phạm chiến tranh. Gyua cáo buộc Koroki đã đàn áp người dân Ukraine và cung cấp thông tin về những nhân viên có quan điểm ủng hộ Ukraine cho Nga. Trên kênh Telegram chính thức, Gyua tuyên bố mọi tội phạm chiến tranh sẽ bị trừng phạt công bằng. Hãng tin Reuters đã phát lại video do tình báo Ukraine công bố nhưng chưa thể xác minh độc lập về địa điểm và thời gian quay video này. Mặt khác, các quan chức nhà máy Zaporizhia do Nga kiểm soát đã lên án hành động của tình báo Ukraine, cáo buộc Kiev đứng sau vụ ám sát. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột kể từ khi Nga kiểm soát khu vực này sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Nhà máy nằm cách thành phố Zaporizhia khoảng 50 km về phía tây nam, nơi có hơn 700.000 người sinh sống. Mặc dù hiện nay nhà máy đã ngừng hoạt động, nhưng khu vực này thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ cả hai phía. Ukraine và Nga liên tục đổ lỗi cho nhau về các cuộc pháo kích và sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tấn công nhà máy. Cục Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cử các quan sát viên thường trực tại nhà máy để giám sát tình hình. Cơ quan này liên tục kêu gọi các bên kiềm chế các hành động tấn công vào khu vực hạt nhân, lo ngại nguy cơ bùng nổ thảm họa nếu các lò phản ứng bị ảnh hưởng trực tiếp. Vụ ám sát ông Koroki không phải là lần đầu tiên các quan chức đồng minh của Nga trở thành mục tiêu của tình báo Ukraine. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, ông Mikhail Filiponenko, một nghị sĩ thân Nga và là cựu dân quân ở miền đông Ukraine, cũng đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tương tự. Giới chuyên gia nhận định vụ ám sát ông Koroki có thể là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm ngăn gây áp lực lên Nga, đặc biệt tại các khu vực chiến lược như nhà máy Zaporizhia. Việc loại bỏ những quan chức cấp cao thân Nga không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn mang tính biểu tượng nhằm gửi thông điệp rõ ràng rằng Kiev sẵn sàng tấn công vào những đối tượng mà họ coi là đồng lõa với Moscow. Trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn đang diễn ra ác liệt, vụ ám sát ông Koroki đã làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Hành động của tình báo Ukraine cho thấy nước này không ngừng nỗ lực nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Nga tại những khu vực quan trọng, đồng thời tiếp tục gây sức ép lên các quan chức hợp tác với Moscow. Tuy nhiên, việc leo thang những vụ ám sát như vậy có thể kéo theo những hành động đáp trả khốc liệt từ phía Nga, đặc biệt khi Moscow đang nắm quyền kiểm soát nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng ở Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, vụ ám sát này là một bước đi nguy hiểm, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực hòa giải và ổn định khu vực.
cả Ukraine và Nga đều cần thận trọng trong các động thái tiếp theo để tránh đẩy cuộc xung đột vào một vòng xoáy bạo lực khó kiểm soát. Ukraine mất pháo đài Vuleda, kho tiêm kích Su-34, Su-35 bị Nga tập kích. Tờ The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin thuộc cơ quan an ninh Ukraine SBU rằng các máy bay không người lái UAV do SBU điều hành đã tập kích sân bay quân sự Borisoglebsk tại tỉnh Voronezh, Nga trong đêm 3 tháng 10. Theo nguồn tin, SBU đã phối hợp cùng lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine để thực hiện cuộc tấn công trên. Theo đó, phía Ukraine đã nhắm mục tiêu vào kho chứa bom dẫn đường, kho tiêm kích Su-35 và Su-34 và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không của sân bay Borisoglebsk. SBU tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp làm giảm khả năng Nga sử dụng UAV được trang bị bom lượng KAB để tấn công các thành phố của Ukraine. Nguồn tin cho biết, KAB là một loại vũ khí dẫn đường chính xác có tầm bắn ngắn hơn tên lửa, nhưng chi phí sản xuất lại rẻ hơn nhiều. Loại vũ khí này được phóng từ máy bay bay trong lãnh thổ Nga, ngoài phạm vi phòng không của Ukraine. Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên, song Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Moscow đã phá hủy 113 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 25 UAV bị bắn hạ tại không phận tỉnh Voronezh. Trong bản cập nhật tình hình chiến trường ngày 3 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn áp lực tấn công của quân Nga. Tình hình tại các thành phố Porok và Kurakiv, tỉnh Donetsk vẫn rất căng thẳng khi quân Nga liên tục tung đòn ở đó. Ngoài ra, quân Nga trong ngày qua cũng dồn lực tấn công thành phố Liman, Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 3 tháng 10 đã có tổng cộng 132 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Lực lượng Kyiv tiếp tục quyết liệt làm gián đoạn nỗ lực của đối phương nhằm tiến vào sâu lãnh thổ Ukraine. Trong ngày qua, quân Nga thực hiện 3 vụ tấn công tên lửa, 48 đòn không kích, trong đó sử dụng 97 quả bom lượng, triển khai hơn 788 chiếc UAV và nã hơn 3.000 đạn pháo vào các vị trí tập kết, quân và khu định cư ở Ukraine. Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Vuleda. Ngày 3 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Vuleda ở Donetsk, thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine. Đài RT đưa tin, Vuleda là một vị trí chiến lược quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Nhờ các hoạt động mang tính quyết định của đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền đông, thành phố Vuleda đã được giải phóng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trước đó, một nguồn tin an ninh chia sẻ với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng Nga gần như đã hoàn thành quét sạch quân Ukraine kể từ chiều 2 tháng 10. Một số đơn vị của Kyiv đã phải hứng chịu tổn thất lớn tại Vuleda. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga trong ngày 3 tháng 10. Cụ thể, quân Nga đã đẩy lùi hai đợt phản công của Ukraine về phía khu định cư Pelekhovo, chặn đứng 5 đòn xâm nhập của đối phương tại khu định cư Novy Put. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đội chiến đấu của Ukraine tại các khu định cư Dariino, Lubimovka, Novy Put, Nikolaevo, Dariino và Flekhovo. Các lực lượng Nga cũng tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Kyiv ở Kursk. Bên cạnh đó, Nga triển khai các phi đội tiêm kích và lực lượng tên lửa tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine đóng tại tỉnh Sumy, Ukraine, giáp biên giới với Kursk. Trong ngày qua tại Kursk, phía Ukraine mất hơn 300 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 khẩu pháo, bao gồm 2 hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất và 3 xe cơ giới quân sự. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 3 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của quân Ukraine. Các đơn vị hàng không tác chiến chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, đồng thời tập kích các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 146 khu vực toàn chiến tuyến. Theo bộ này, các nhóm tác chiến của Nga trong ngày qua đã loại hơn
2.085 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, cũng như phá hủy hàng loạt khí tài quan trọng của Kiev, gồm pháo Kasa do Pháp sản xuất, pháo M119 do Mỹ sản xuất, pháo phản lực FH-70 và pháo L-119 do Anh sản xuất, các trạm tác chiến điện tử ANLAP-N, trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất và các kho đạn dược giả chiến. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga còn bắn hạ 144 UAV, 4 tên lửa ATACMS và 5 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS trong ngày qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!